Chào mừng các em đến với chương trình học trực tuyến ở môn lịch sử lớp 7. Trong tiết học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về bài 4, Trung Quốc thời phong kiến. Khi học bài 4 này, thì cô khuyến khích các em tìm đọc bản nguyên biểu lịch sử Trung Quốc thời cổ trung đại ở trang 11 sách giáo khoa nhé. Trong bài 4, nói về Trung Quốc thời phong kiến, chúng ta sẽ có 6 nội dung. 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc. 2. Xã hội Trung Quốc thời Tần Hán. 3. Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường. 4. Trung Quốc thời Tống Nguyên. 5. Trung Quốc thời Minh Thanh. 6. Văn hóa khoa học kỹ thuật Trung Quốc thời phong kiến. Và bài 4 này chúng ta sẽ phân chia thành 2 tiết. Trong tiết 1, chúng ta sẽ học nội dung 1, 2, 3. Và tiết 2 của bài, chúng ta sẽ học nội dung 4, 5 và 6. Chúng ta bắt đầu tiết thứ nhất của bài 4. Các em nhé. Nội dung đầu tiên, một nhỏ, sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc. Cô mời các em đọc sách giáo khoa trang 10. Sau khi đọc sách giáo khoa trang 10, tìm hiểu về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc, thì chúng ta có thể tóm tắt thành các nội dung như sau. Về chính trị, từ thời cổ đại, trên lưu vực sông Hoàng Hà và Trường Giang, có nhiều quốc gia nhỏ của người Trung Quốc. Giữa các nước này thường xuyên xảy ra các cuộc chiến tranh sâu xé thôn tính lẫn nhau, tạo thành cục diện xung thu chiến quốc. Người ta gọi là thời chiến quốc bởi vì có rất nhiều cuộc chiến tranh lớn nhỏ đã xảy ra, có khoảng 403 cuộc chiến. Cho đến thế kỷ 3 trước công nguyên, thì Tần Thủy Hoàng đã đánh bại 6 nước chư hầu mạnh nhất lúc bấy giờ để thống nhất Trung Quốc và thành lập nên nhà Tần. Về kinh tế, xuất hiện công cụ bằng sắt làm cho diện tích gieo trồng được mở rộng, năng suất lao động tăng. Về xã hội, một số quan lại và nông dân giàu chiếm nhiều ruộng đất, có quyền lực trở thành giai cấp địa chủ. Nhiều nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy, gọi là nông dân lĩnh canh hay tá điền. Khi nhận ruộng của địa chủ để cày cấy, nông dân phải nộp một phần hoa lợi, tức là cái phần mà mình trồng trọt và thu hoạch được đó, gọi là hoa lợi cho địa chủ. Cái phải nộp đó gọi là địa tô. Và như vậy, quan hệ sản xuất phong kiến đã xuất hiện. Ở đây thì các em lưu ý về mặt xã hội. Chúng ta thấy là xã hội đã có sự thay đổi rất là sâu sắc. Đó chính là sự ra đời của hai giai cấp. Giai cấp địa chủ phong kiến và giai cấp nông dân. Địa chủ là phân hóa từ một số quan lại và nông dân giàu. Họ chiếm nhiều ruộng đất, trở nên giàu có quyền lực và trở thành giai cấp địa chủ. Còn những người nông dân nghèo, mất ruộng, phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy, thì trở thành giai cấp nông dân lĩnh canh, hay còn gọi bằng cái tên khác là tá điền. Là như vậy, xã hội phong kiến Trung Quốc đã được hình thành. Và quá trình hình thành của nó là dần dần từ thế kỷ 3 trước công nguyên, thời nhà Tần, và được xác lập vào thời nhà Hán. Cô mời cả lớp ghi bàn cho phần một nhỏ, sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc của Lưu Bang, tức là Hán Cao Tổ, và Tần Thủy Hoàng. Lưu Bang là người lập ra nhà Hán và Tần Thủy Hoàng chính là người đã lập ra nhà Tần. Cô mời các lớp ghi bài. Chúng ta ghi nội dung về nhà Tần từ năm 221 đến năm 206 trước công nguyên. Và chúng ta tiếp tục. Ở thời nhà Tần thì chúng ta thấy thông qua chính sách đối nội và chính sách đối ngoại cho thấy chính sách cai trị của nhà Tần rất là khắc nghiệt. Tần Thủy Hoàng cũng là một ông vua tàn bạo, đã bắt hàng triệu người đi lính, đi quân để xây đắp Vạn Lý Trường Thành, cung A Phòng hay là Lăng Liên Sơn. Và trên màn hình thì chúng ta đang nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành
một cái công trình được coi là một kỳ quan của thế giới. Là kỳ quan của thế giới nhưng công trình này cũng đã vùi chôn rất nhiều mạng người. Họ đã hy sinh trong cái quá trình xây dựng vạn lý trường thành này. Những viên gạch đầu tiên được đặt lên vạn lý trường thành là vào thời Xuân Thu Chiến Quốc năm 770 cho đến năm 221 trước công nguyên. Đến thời nhà Tần, sau khi thống nhất Trung Hoa để ngăn chặn người Hung Nô xâm lấn, thì Tần Thủy Hoàng đã cho nối lại tường thành cũ của các nước và xây thêm một trường thành chạy dọc từ bờ biển phía đông đến vùng sa mạc cực Tây. Người ta ước tính rằng vạn lý trường thành dài 56.000 km với chiều cao cách mặt đất là 7 m. Và ngoài ra chúng ta cũng nghe nói đến lăng mộ của Tần Thủy Hoàng cũng vùi chôn biết bao xương máu của dân lành. Ở đây là những cái tượng đất nung trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Ông đã cho xây dựng rất nhiều lăng mộ để mọi người không xác định được đâu là lăng mộ thật, là nơi chôn cất thi hài của ông. Về nhà Hán, chính sách đối nội và chính sách đối ngoại của nhà Hán cho chúng ta thấy đất nước thời Hán xã hội ổn định, thế nước vững vàng. Đối nội, xóa bỏ chế độ pháp luật hà khắc của nhà Tần, giảm nhẹ tô thuế và xu dịch cho nông dân, khuyến khích khẩn hoang, phát triển sản xuất nông nghiệp và do đó xã hội ổn định. Về đối ngoại thì nhà Hán cũng có tham vọng như nhà Tần, tiến hành nhiều cuộc chiến tranh, xâm lấn bán đảo Triều Tiên và thôn tính các nước phương Nam. Tôi mời các bạn ghi bài phần nội dung về nhà Hán. Ở thời nhà Hán thì chúng ta biết đến những cái phát minh quan trọng của người Trung Quốc dưới thời nhà Hán. Những phát minh quan trọng của người Trung Quốc đó là giấy viết, la bàn, nghề in và thuốc súng. Và bức tranh trên minh họa cho cái phát minh ra giấy viết dưới thời nhà Hán. Về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường, tức là phần 3 nhỏ của bài, thì chúng ta sẽ nói những cái biểu hiện nào cho thấy sự phát triển thịnh vượng của nhà Đường. Đó là về tổ chức nhà nước, về kinh tế, về đối ngoại. Xã hội Trung Quốc phát triển thịnh vượng là do đất nước thống nhất, có chính quyền vững mạnh. Đó chính là những cơ sở để đẩy mạnh cái sự phát triển của nền kinh tế. Và đây, những cái chứng minh cho sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường. Về chính trị thì nhà Đường củng cố bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương, xây dựng luật pháp, lập chức tiết độ sứ để cai trị những nước phụ thuộc, mở khoa thi để tuyển chọn nhân tài. Về kinh tế thì thi hành chính sách quân điền, tức là chiêu ruộng cho nông dân cày cấy, đồng thời là cho giảm tô thuế, khuyến khích nhân dân sản xuất, làm cho nông nghiệp phát triển và từ đó cũng thúc đẩy thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển. Về đối ngoại thì nhà Đường cũng giống như các triều đại trước, tức là tham vọng mở rộng lãnh thổ rất là lớn, đã tiến hành nhiều cuộc chiến tranh xâm lược với các nước khác. Rồi cô mời cả lớp ghi bằng. Phần 3, sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường. Nội dung phần 3 cũng đã khép lại tiết học hôm nay của chúng ta tìm hiểu về Trung Quốc dưới thời phong kiến. Những nội dung 4, 5 và 6 chúng ta sẽ tìm hiểu ở tiết học sau nhé. Phần dặn dò của cô đối với tiết học này là các bạn sẽ học bài trả lời được các câu hỏi trong cái bài này ở trong sách giáo khoa và xem trước, đọc trước cho cô các nội dung cho tiết sau, đó là phần 4, phần 5 và phần 6. Các em cố gắng ghi chép bài đầy đủ, chi tiết, cẩn thận và làm bài tập trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa theo yêu cầu của cô. Chúc các em học tập tốt và nhiều sức khỏe. Mến chào các em.